Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023. Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Võ Thái Nguyên, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. 75 năm về trước, ngày 16 tháng 10 năm 1948, tại An Toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành quyết định số 29 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. 75 năm qua, ngành kiểm tra Đảng cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng nỗ lực vun đắp truyền thống vẻ vang, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy, luôn bám sát mục đích và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong từng giai đoạn. Để không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả quan trọng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá những nhiệm kỳ gần đây, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Đà Nẵng đã được đổi mới theo đúng quan điểm của Đảng, ngày càng toàn diện, đồng bộ, đi vào nền nếp, có hiệu lực, hiệu quả, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ thành phố, phát huy được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng và tinh thần tự giác của đảng viên. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng và biểu dương những thành tích của ngành kiểm tra Đảng thành phố đã đạt được trong những năm qua. Nhấn mạnh hiện nay, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả cao hơn nữa. Cấp ủy tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nội dung kiểm tra, giám sát được xây dựng theo hướng bao quát, toàn diện, với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không làm đúng đầy đủ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh tổ chức Đảng, đảng viên khắc phục, sửa chữa khuyết điểm vi phạm để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của cả tập thể. Quán triệt quan điểm kỷ luật nghiêm minh kịp thời, nhưng phải trên tinh thần nhân văn. Dịp này có 5 cá nhân đã có thời gian công tác trong ngành kiểm tra Đảng từ 25 năm trở lên, được nhận bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 12 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.